Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về Microsoft và xem mảng thiết bị Surface đang đóng góp như thế nào cho công ty công nghệ hàng đầu thế giới này nhé. Một, tổng quan về Microsoft. Microsoft là tập đoàn đa quốc gia của Mỹ, có trụ sở chính tại Redmond, Washington, chuyên phát triển, sản xuất, kinh doanh các bản quyền phần mềm và hỗ trợ diện rộng các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến máy tính. Người sáng lập của Microsoft là Bill Gates và Paul Allen. Vào ngày 4 tháng 4 năm 1975, tính theo doanh thu, tập đoàn Microsoft là hãng sản xuất phần mềm lớn nhất thế giới. Hiện nay, giá trị vốn hóa của hãng này đã lên tới 1.900 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ hai thế giới, chỉ xếp sau Apple là 2.300 tỷ đô la Mỹ. Các sản phẩm phần mềm của tập đoàn Microsoft được sử dụng bởi 90% máy tính cá nhân trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, Microsoft trở thành người tiên phong trong cuộc cách mạng máy tính cá nhân, nhờ đó đã giúp doanh nghiệp có cơ hội bành trướng ra thị trường thế giới với thị phần luôn ở vị trí dẫn đầu, vượt xa các đối thủ khác. 2. Các lĩnh vực hoạt động của Microsoft. Biết đến tập đoàn Microsoft là một đơn vị chuyên phát minh, sản xuất và kinh doanh phần mềm cùng các dịch vụ liên quan đến máy tính. Cụ thể, họ có các mảng sau: hệ điều hành máy tính Windows, Windows 1.0 đến Windows 11, Productivity và Business Processes gồm gói phần mềm Office, Dynamics và Lincoln, Intelligent Cloud bao gồm dịch vụ đám mây Azure, SQL Server, Windows Server và các dịch vụ doanh nghiệp. Công cụ phát triển Microsoft Visual Studio, dịch vụ trực tuyến MSN và nhóm dịch vụ Windows Live bao gồm Bing, Windows Live Mail, Windows Live Messenger, phần cứng, dịch vụ và nội dung Xbox, thiết bị phần cứng Surface. 3. Kết quả kinh doanh năm 2022. Kết thúc năm 2022, Microsoft ghi nhận doanh thu 198 tỷ đô la Mỹ, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2021 và 83 tỷ đô la Mỹ thu nhập hoạt động. Thu nhập ròng của ông lớn ngành công nghệ này đạt 72,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2021. Trong năm vừa qua, Microsoft đã tạo ra khoảng 44,9 tỷ đô la Mỹ từ các sản phẩm và dịch vụ Office 365, chiếm gần 23% doanh thu của hãng. Nền tảng điện toán đám mây dành cho doanh nghiệp Azure thu về 44 tỷ đô la Mỹ, chiếm khoảng 22% doanh thu của Microsoft. Bên cạnh đó, sản phẩm Windows của hãng đã tạo ra doanh thu khoảng 25 tỷ đô la Mỹ, chiếm 12% doanh thu tổng của tập đoàn công nghệ. Hơn nữa, Microsoft cũng kiếm được 13,9 tỷ đô la Mỹ từ Lincoln, khoảng 7,4 tỷ đô la Mỹ từ các dịch vụ dành cho doanh nghiệp, 16,2 tỷ đô la Mỹ từ lĩnh vực trò chơi, 11,6 tỷ đô la Mỹ từ quảng cáo mạng tìm kiếm. Riêng mảng thiết bị phần cứng Surface đã đem lại 7 tỷ đô, chiếm 3,5% cho Microsoft. Với con số doanh thu năm 2022 đạt 198 tỷ đô la Mỹ, Microsoft đã chính thức góp mặt trong top 5 các tập đoàn công nghệ đạt doanh thu hơn 100 tỷ đô trong năm, chỉ xếp sau Amazon 502 tỷ, Apple 394 tỷ và Google là 282 tỷ đô la Mỹ. Tổng kết lại thì tập đoàn Microsoft là doanh nghiệp phần mềm xứng danh số 1 thế giới. Các sản phẩm của doanh nghiệp luôn nhận được sự ủng hộ của người dùng trên khắp thế giới. Thị phần các sản phẩm của Microsoft luôn chiếm đến 90% thị trường thế giới. Mảng phần cứng của Microsoft tuy chưa chiếm tỷ lệ cao nhưng ngày càng phát triển hơn theo từng năm. Tất cả những điều trên khiến chúng ta có thể tin tưởng vào sự phát triển vững chãi của Microsoft để từ đó có thể yên tâm sử dụng các sản phẩm của ông lớn công nghệ này nhiều hơn nữa trong những năm tới.